Xin kính chào quý bà con, quý cô bác, quý anh chị, các bạn đang xem kênh. Thì sáng hôm nay là thứ tư ngày 24 tháng 5 năm 2023, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý cô bác, quý anh chị, các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật hình giá thanh long thì hàng ngày, hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Kính thưa quý bà con, thì hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận thì giá tiếp tục duy trì ổn định ở mức cao. Và đặc biệt là hiện nay thì hình giá thanh long ruột đỏ đang có chiều hướng là đang ở mức giá rất là cao, do lượng thanh long mùa tới lứa đang thu hoạch ở trong vườn thì không nhiều. Hình giá thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây thì loại 1 đang động giá đồng từ 44.000 đến 45.000 đồng ký, loại 2 thì đang động giá đồng từ 38 đến 40, còn loại 3 thì giá đang động giá đồng từ 33.000, loại 4 thì đang nằm giá đồng từ 25 đến 26.000, cũng tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nơi, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái mà giá chênh lệch lên xuống từ 1 đến 2.000. Đây là tình hình giá thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây, giá này là giá thương lái thu mua tại vựa nha quý bà con. Tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vựa, tùy theo từng thương lái mà giá chênh lệch lên xuống từ 1 đến 2.000. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng. Thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây thì giá ổn định so với ngày hôm qua. Thanh long ruột trắng ở khu vực miền Tây thì hàng đẹp đang nằm giá đồng từ 14.000 đến 16.000. Còn hàng sàn thì đang nằm giá đồng từ 12 đến 13.000. Hàng giạc thì đang nằm giá đồng từ 5 đến 6.000, tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận. Thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận thì bò đẹp đang nằm giá đồng từ 13.000, 14.000, 15.000. Bò sàn thì 11.000, 12.000, 13.000. Hàng vip hiện nay thì đang có giá đồng từ 16.000, hàng giạc thì đang đóng giá đồng từ 5 đến 6.000, cũng tùy theo từng khu vực, tùy theo từng nơi, tùy theo từng vựa. Tiếp theo là hình giá thanh long ruột đỏ. Giá thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực Bình Thuận thì giá cũng tiếp tục duy trì ổn định ở mức cao. Thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận thì loại 1 đang đóng giá đồng từ 40.000 đến 42.000, loại 2 thì đang đóng giá đồng từ 35 đến 36.000, còn loại 3 thì giá đang đóng giá đồng từ 30 đến 31.000, tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực. Thế đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc cho toàn thể bà con nông dân, quý chị, các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, may mắn và thành công. Xin thân ái kính chào.